Hôm nay nữ nhi bất hiếu, tự gạch tên khỏi tộc phổ. Thôi thì sẽ không còn nữ tử bất hiếu. Thời nhi chỉ là thập nhất của phủ Nam Thần Vương. Thời nhi ở nhà được gọi là thập nhất, phải không? Vừa hay ta cũng có 10 vị đồ đệ rồi, ta cũng gọi con là thập nhất, được không? Đây thật sự là châu sinh thần. Tiểu Nam Thần Vương trong tay nắm giữ 700.000 đại quân, là rung động vì vẻ đẹp hay là trái tim mê tình? Cô nương, điện hạ đã về rồi. Ta lúc đó không hề hiểu những thứ đó. Lần sau khi quay lại, thử gọi một tiếng sư phụ là được, hoặc là gọi một câu châu sinh thần cũng được. Hai người bạn của tiên sinh có quan hệ gì vậy? Muội nhìn ở giữa mi và lông mày của họ có cái gì? Mình tự xin đi Tây Châu chính là vì để gặp Thôi Thời Nghi, có đúng không? Cô nương đã có hôn phối hay chưa? Ta không có hôn ước trên người, nhưng tim ta đã thuộc về một người. Ta đối với người ấy trong lòng đã quyết. Còn nói là muốn cả đời ở Tây Châu, là không muốn gả cho người ta, hay là người con muốn gả? Con không thể gả. Ngày đó lập lời thề ở đại điện, một đời không vợ không con. Bây giờ hối hận rồi sao? Ta cũng có lòng riêng, ta cũng có việc mình muốn làm. Thời nghi lại không thể làm được. Thần xin được ban hôn. Thôi Thời Nghi, Hoàng Thái Hậu có ý chỉ, bảo ta nhận con làm nghĩa nữ. Con bằng lòng không? Vậy bản vương sẽ kháng chỉ. Đời này của thần không phụ thiên hạ, chỉ phụ thập nhất. iQIYI, strange name, amazing shows.